Hello, xin chào Linh, xin chào tất cả mọi Hai người. rồi. Thì hôm nay trời rất là vui mời được Linh. Đây là một cái người bạn rất là lâu năm với mình ở bên Singapore tham dự cái chương trình Be In Stock ngày hôm nay. Hello Joy, và rất vui là được tham gia cái buổi nói chuyện này. Thực ra là tụi mình cũng là một người bạn và cũng xuất phát điểm khá là giống nhau, là chúng mình cũng thực ra từ một ngân hàng ra lúc mới tốt nghiệp. Và Linh cảm thấy rất là thú vị cái buổi nói chuyện thì hôm nay, tại vì xuất phát điểm thì giống nhau nhưng mà sau đó hai đứa mình lại đi đi hai con đường khác nhau, và tự nhiên bây giờ thì lại gặp lại giao lưu lại với nhau trên một cái chủ đề nó khác nhưng mà nó cũng thật sự rất là gần gũi với tụi mình. Sáng nay trước khi nói chuyện với Joy thì mình đã dậy, mình tập thở và ngồi yên khoảng tầm 20 phút cho người mình ở trong cái trạng thái nó thăng bằng tí, cân bằng tí trước khi nói chuyện với Joy. Linh biết không, khi mà mình nói chuyện như vậy nè, tự nhiên cái trời đang cảm giác, mặc dù là mình qua Zoom ha, qua cái màn hình, nhưng mà trời kiểu mình đang cảm thấy rất là gần và cảm thấy giống như là đang ngồi với Linh ở Singapore River ở kế bên tòa nhà OCBC Bank vậy đó. Thì cảm giác một xíu là hai đứa mình là kiểu chắc cộng thêm 10 tuổi mỗi đứa, và cái hoàn cảnh ha, cái cuộc sống của mỗi đứa bây giờ cũng có những cái sự khác biệt nhất định, có những cái thay đổi nhất định, nhưng mà cái connection thì mình vẫn cảm thấy là giống như là mình đang gặp và nói chuyện với người bạn mà mình đã quen rất là lâu năm rồi. Thì cái cuộc sống của Linh ở Singapore hiện giờ nó có khác gì nhiều so với cái cuộc sống của Linh hồi cách đây khoảng 10 mười mấy năm không? Quá khác Okay. quá khác. Linh nghĩ là cái mỗi mỗi người trong một cái giai đoạn cái cuộc sống của mình thì dĩ nhiên là mình sẽ có những cái cách nhìn khác nhau, những cái quan niệm khác nhau và cái hoàn cảnh sống của mình khác nhau. Cách đây 10 năm thì cũng là tầm cái lúc mà tụi mình khoảng khoảng sau sau một tí à, mười mấy năm thì mình gặp nhau cách đây mười mấy năm, nhưng mà cái thời đấy thì mình chưa có gia đình, chưa có con, mình còn rất là nhiều năng lượng cho mọi thứ nó còn mới mẻ, mình luôn luôn muốn tìm hiểu và muốn thử nghiệm rất là nhiều thứ. Bây giờ thì nó khác ở cái chỗ là mình cảm thấy là mình có một cái mõ neo của mình chính là cái gia đình, để cho nó kéo mình lại và mình biết là đây là cái nền tảng cho mình tìm thấy cái sự bình yên. Nhưng mà mình Linh cảm thấy là cái gia đình nó cũng là một cái nơi để cho mình mõ neo mình, nhưng mà cũng không phải là cái nơi nó hạn chế mình. Thì Linh cũng vẫn thích tìm hiểu và có những cái trải nghiệm mới. Thì thực ra trong một cái năm rưỡi vừa rồi ấy, thì nó có một cái sự thay đổi là vì Covid trước đây thì cái công việc của Linh thì cứ 3 tháng là đi công tác một lần, rồi nhiều khi là đi về Việt Nam, đi du lịch, đi các cái chuyến thực tập yoga, cho nên là hầu như tháng nào mình cũng đi máy bay. Mặc dù mình có hai đứa con thì mình cũng sắp xếp được, nhưng mà trong một năm rưỡi vừa rồi thì khi mà nó ngồi yên lại thì mình thấy được rằng là mình có nhiều thời gian hơn để mình chậm lại, mình sống chậm lại, rồi cũng có cơ hội để mà thử nghiệm các cái sở thích mới, đạp xe, tập đàn thì mình thấy là nó cũng có một cái những cái trải nghiệm khá là thú vị. Nói chung lại là thay đổi nhiều trong vòng 10 năm qua. Không biết cho chắc cũng vậy cho ha. Trời ơi, nếu mà để nói về sự thay đổi thì chắc là các bạn bè mà biết mình hồi cách đây 10 năm chắc cũng hơi chóng mặt với sự thay đổi của mình. Nhưng mà thôi, hôm nay khách mời sẽ là Linh cho nên là mình sẽ hạn chế nói về bản thân. Thì thường á, trời hay Linh đọc những cái bài báo hay là những cái câu chuyện hay là nghe những cái chia sẻ của những cái yogi ở khắp nơi, thì mình sẽ hay nghe những cái tiêu đề hay những cái câu chuyện đại loại như là một nhân viên tài chính ngân hàng cấp cao, lương bao nhiêu con số đó, rồi có một cái cuộc sống rất là viên mãn, rất là hạnh phúc về tài chính, về sự tiện nghi, về rất là nhiều thứ. Nhưng mà họ quyết định là bỏ ngang, không theo cái con đường đó, mà họ sẽ dấn thân vào cái con đường thực hành yoga, tu tập. Thì không biết là may hay không may mà Linh sẽ không phải là trong cái tiếp người này, đúng không? Là Linh vẫn cân bằng được công việc của mình và vẫn thực hành yoga bao nhiêu năm. Thì không biết là tại sao Linh không không đi theo cái con đường mà mình thường hay nghe trên báo chí, thì Linh có thể chia sẻ một chút về cái điều này không? cái câu hỏi của Joy thì làm Linh nhớ lại cái thời gian cách đây khoảng tầm 5 năm.
Lúc đó thì công việc trước nó cũng tạo cho mình một cái điểm giống như là nó hơi hơi hơi, hơi tắc một tí, tức là tắc ở đây không phải là mình không tìm được việc mới, mà mình làm cho mình nghĩ là mình có nên tiếp tục đi theo cái con đường này không, hay là mình chuyển hướng hẳn luôn qua yoga. Đúng, những người mà đã tập yoga và muốn đi sâu hơn, Linh nghĩ sẽ có những cái lúc nó có những cái câu hỏi ở trong đầu, thì Linh cũng có cái suy nghĩ đấy. Nhưng mà thực tế là Linh sống ở Singapore, cái thực tế nhất đó là nếu như mà sống bằng cái nghề giáo viên yoga ở bên này và nuôi dạy 2 đứa con mà mình cũng không có quốc tịch nữa thì cái chi phí nó rất là cao. Thì đó là cái thực tế điều đầu tiên. Cái thứ hai là nên nghĩ là cái việc dạy và làm cùng một lúc, học yoga, tập yoga và làm cùng một lúc, nó cũng là một cái gì đấy mà Linh nghĩ rất là nhiều người cũng cần cái sự cân bằng để mà làm được 2 thứ một lúc. Thì mình cũng muốn tập cho mình cái thử thách đấy, tức là công việc là một phần, nhưng mà Linh nghĩ là để cho mình tìm được cái sự cân bằng thì mình có một cái gì đấy nó ngoài cái công việc, ngoài cái gia đình. Thì Linh nghĩ là đối với các người mẹ, thường thường thì sẽ có những người rất là tập trung hết cái năng lượng của mình cho gia đình, cho công việc, cho các mối quan hệ xã hội. Linh nghĩ đó là một cái điều mà nó là cái bản năng của người phụ nữ chăm lo cho nhiều thứ. Nhưng mà Linh có nhận ra rằng trong cái quá trình mình tập ấy, là khi mà mình chỉ cho đi thôi, mình chỉ cho đi, mình dành cái công sức, cái tâm huyết của mình cho đi tất cả những cái trách nhiệm xã hội và gia đình của mình ấy, thì giống như người mình nó không còn nhiều cho bản thân mình bên trong nữa. Và mỗi lần mà mình lên trên thả mình tập thì tự nhiên nó giống như là một cái không gian riêng cho mình, chỉ cần 1 tiếng một ngày hoặc là chỉ cần 30 phút một ngày, nhưng mà nó giống như là mình được được đủ đầy lại, mình được đủ đầy lại, thì tự nhiên lúc đấy mình lại có năng lượng để mình lại làm những việc khác. Và Linh cảm giác là khi mà Linh có đầy năng lượng cho bản thân thì những cái việc kia mình làm mình cảm thấy nó hiệu quả hơn. Cho nên là khi mà nó hiệu quả hơn thì mình vẫn có thể mình manage được, mình có thể quản lý được cái thời gian của mình cho những chuyện đấy. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có những lúc cũng mệt chứ cho mình cũng sẽ có những lúc mình bị quá tải. Thì Linh cũng có những lúc mình nhận ra cái điều đấy. Thì nhiều khi á mình kêu chứ ok, hôm nay mình drop hết, mình hết mọi thứ, đi đón con, dạy con học, bây giờ mình nhờ người thân trong gia đình đi, mình một ngày mình nghĩ mình đi đạp xe, hoặc là mình đi gặp các cái bạn bạn gái khác, những người mẹ khác, nói chuyện khác, không có nói chuyện qua gia đình công việc á, mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Quay một chút xíu về những cái năm trước á, lúc mà Linh mới bắt đầu thực hành yoga, thì Linh có thể chia sẻ một chút là cái việc thực hành của Linh bắt đầu như thế nào, và trong cái thời gian mà mình thực hành như vậy á, nó có những cái chuyển biến gì, giống như là một cái shift, một cái sự chuyển biến rất là rõ rệt trong cái sự thực hành yoga của mình. Linh tập thì cũng được khoảng gần 11 năm rồi. Cái quá trình nó cũng có những cái sự thay đổi về cái mặt cơ thể, về mặt tâm trí và cảm xúc nữa. Thì cái sự thay đổi mà Linh thấy ở đây là ngày xưa, thật ra bây giờ cũng thế, mình là một người rất là thích thích gặp gỡ, thích giao lưu, cái tính của Linh nó như vậy. Nhưng mà ngày xưa nó khác, là mình không thể chịu được khi mà mình không có ai ngồi bên cạnh mình đi ăn cũng phải có ai để đi với mình. Tức là mình giống như mình lấy năng lượng từ bên ngoài, mình cần có một cái ai đấy để người ta accompany mình. Ngày xưa là thế, ngày xưa lúc mà mới cưới chồng thì chồng Linh là đi công tác cứ 3 tuần, đi 3 tuần là về Singapore 1 tuần, cho nên là mình cảm thấy là mình bất bí lắm. Và khi đấy là mình cứ cứ phải tìm cái gì đó để nó distract mình cứ phải tìm một cái gì đó để người mình nó phải bận rộn. Thêm cái làm việc trong cái lĩnh vực tài chính thì cái người mình nó cũng luôn nằm trong cái hướng là đi theo cái mục tiêu, khi nào cái mục tiêu này, cái mục tiêu khác. Thì cái cách mình tập yoga nó cũng thế, mình thích tập được cái động tác này thì mình thích cái động tác khó hơn. Nó cũng có những cái tác dụng nhất định về cơ thể, người mình khỏe hơn thật sự. Nhưng mà tự nhiên nó có một cái shift ở đây á, là khi mà Linh đi tập và Linh gặp được những cái người thầy mà nó người ta làm cho mình cảm nhận được là cái sự khác nhau khi mình tĩnh ở bên trong, tĩnh lặng ở bên trong, và mình thực sự đi vào bên trong và mình cảm nhận được bên trong. Thì người Linh là một người trước đây thì rất là thực tế, Linh nghĩ bây giờ Linh vẫn thực tế, nhưng mà vì cái điều kiện sống làm cho mình cái gì mình cũng chỉ thấy là mình chỉ nghĩ thôi, mình không cảm nhận, mình không dừng lại để mình nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Nhưng mà khi mình tập thì Linh gặp một cái người thầy ở Bali cách đây khoảng 5 năm, rồi mình cũng cái giáo viên yoga dạy mình ngày xưa bây giờ cũng đi theo cái con đường là thiên về cái awareness, cái sự cảm nhận bên trong về các cái động tác yoga.
thì kết hợp cả hai cái trải nghiệm đấy thì làm cho mình có những cái trải nghiệm mà mình thấy là nó giống như là nó tháo gỡ những cái vết thắt ở trong, cái thắt ở bên trong người mình. Tự nhiên mình cảm nhận là cái sức mạnh của mình ấy, nó có thể được channel, có thể được truyền đến những cái nơi khác, về cái phần trái tim để mình có thể rộng mở ra. Và khi mà mình có những cái trải nghiệm mà nó rộng mở trái tim ấy, thì tự nhiên mình nhìn mọi thứ nó đỡ bị hằn học hơn. Trước đây thì mình nhìn mọi thứ nó mình khá là gì, có xu hướng phân tích đánh giá. Mình nghĩ cái điều rất là tự nhiên với mỗi người. Mình nhìn ai mà người ta có cái tính thì mình không thích lắm thì mình hay đánh giá người ta. Linh cảm nhận có sự khác nhau là khi đó mình tự nhiên mình nhìn người ta không ở cái góc độ là cái hành động của người ta nữa, mà mình nhìn người ta ở cái góc độ là tại sao, cái gì xảy ra với người ta mà làm cho người ta có những cái hành động như thế. Thì tự nhiên mình nhìn từ góc độ đấy thì mình thấy khác, thì đó là những cái mà nó làm cho Linh cảm thấy có sự biến đổi qua cái luyện tập. Thì từ khi mình có những cái nhận thức đấy thì mình cũng thấy là cái cách mình tiếp cận yoga nó khác hơn. Nó không chỉ về cái mặt sức khỏe nữa. Cái điều đấy Linh nghĩ vẫn là cái điều đầu tiên mình cần. Mình có sức khỏe thì mình mới làm được những chuyện khác. Thì ngoài sức khỏe thì mình bắt đầu mình chú ý đi về tâm trí, về mặt cảm xúc. Thì bây giờ tập yoga đối với Linh nhiều khi Linh không có mục tiêu là mình phải làm cái pose nào nữa, mà nó thiên về là ngay cả trước khi mình dạy yoga cũng mình cảm nhận xem là ok, cái giai đoạn này thì có lẽ là mọi người sẽ cảm thấy cần cái gì, chính bản thân mình cần cái gì. Chẳng hạn như cái đoạn này ở trong 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 nhà thì mọi người làm việc nhiều, ngồi máy tính nhiều, thì Linh sẽ tập cho mọi người, Linh cảm thấy người Linh lưng nó rất là cứng, cổ rất là cứng, hông nó rất là nặng nề, thì mình sẽ chọn những cái bài tập phù hợp cho bản thân và cho mọi người. Thì đó là cái cách Linh approach yoga bây giờ, thay vì là bảo ok mọi người cần tập cái động tác này động tác kia, nó có cái sự cân bằng hơn. Thì đối với Linh bây giờ yoga, thực tập yoga ở đây là để tìm cho mình cái sự cân bằng. Hay quá. Nói về cân bằng á Linh thì thực sự Linh đối với Trời là một người mình nghĩ khá là mature ha, rất là chín chắn, rất là trưởng thành, từ hồi cách đây 10 năm luôn rồi, nên là cảm thấy là Linh rất là chín chắn và trưởng thành so với cái tuổi của Linh. Mình cũng còn nhớ là trong nguyên cái nhóm hội cũng hơi kiểu hai mươi mấy, mình thấy là đứa nào đứa nấy nó cũng hơi kiểu hơi hơi nhoi một chút xíu vào cái độ tuổi đó, nhưng mà Linh lúc đấy là đã có một cái sự chín chắn nhất định. Thì Do nó chắc không? Do nó chắc không nhớ. một ít nhất là cảm nhận của mình nhé. Ừ. Còn còn sau đây có thể Cảm chị ơn không thì không biết nha, giờ đang nói cảm trời. nhận của mình thì cái sự chín chắn đó, cái sự mature đó, và cái sự cân bằng mà Linh có được á, thì cái tính cách của Linh như vậy hay là do những cái điều kiện môi trường học hành gia đình công việc mà nó tạo cho Linh có cái tính cách như vậy? Linh cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái điều này ha. Thì do đặt cái câu hỏi này làm Linh cũng suy nghĩ một tí. Linh thực sự là Linh cũng không nghĩ là Linh thực sự là mature chín chắn như là cái cảm nhận của Cho, nhưng mà dĩ nhiên là mỗi người nó có cái cảm nhận chủ quan và khách quan đúng không ạ? Thì Linh nghĩ là bây giờ Linh có một cái độ mature nhất định thực sự. Trước đây thì Linh không chắc, nhưng mà nếu như mà đó là cái cảm nhận mà cái người ngoài nhìn vào Linh thì Linh đoán là nó có những cái yếu tố khác nhau. Cái thứ nhất là cái tuổi thơ của mình nó không được trôi chảy cho lắm. Ngày xưa thì mình nghĩ chúng ta có một cái thế hệ mình thì cũng khác nhau, nhưng mà Linh thì đến từ Đà Nẵng, hồi xưa thì mình trung rất là nghèo, cái thời mình còn đi học ở cấp 1, cấp 2 thì gia đình mình cũng gia đình cơ bản rồi, làm việc vất vả, cho nên là mình luôn có cái sự vươn lên. Thì Linh nghĩ là ai mà đã trải qua những cái sự khó khăn lúc từ nhỏ thì người ta cái sự cố gắng trong người người ta rất là nhiều. Và Linh nghĩ là Linh biết Joy thì Linh nghĩ Joy cũng là một người tương tự. Thì khi mà mình ở trong cái sự cố gắng đó thì cái xu hướng mà mình có cái cách nhìn mọi thứ, mình có cái sự biết ơn nhiều hơn. Linh cảm nhận là như thế. Mình ngay cả bây giờ Linh sống ở Singapore rất là nhiều năm, có những người thì cảm thấy là Singapore nó rất là chán và nó không có gì mới. Hàng ngày Linh vẫn có những cái sự biết ơn đối với cái đất nước này, tại vì cái cách quản lý cái cuộc sống người ta đem lại cho mình, cho bản thân mình, những cái vụ như thế. Cái thứ hai là cái quá trình mình đi ra ngoài, mình không sống ở gần gia đình mà mình đi ra 18 tuổi, mình ra nước ngoài từ sớm, mình tự lập, nó cũng là một trong những cái yếu tố nó làm nên. Và Linh nghĩ là cái việc tập yoga nó giúp cho Linh có một cái sự ở trung tâm. Linh nghĩ là cái sự center, being the center, tức là ngay ở cái điểm trung tâm của mình. Thì khi mà mình biết cách mình đi về lại cái trung tâm của mình ấy, thì ở ngoài sóng nó có đập vào mạnh hay nhẹ đúng không ạ, cuộc sống mình gặp
công việc, mình gặp những cái người trong xã hội, ngay cả những cái mối quan hệ gia đình, chắc chắn nó cũng sẽ có những lúc là mình đổ đổ qua ra khỏi cái trung tâm của mình. Thì có những lúc như thế mình biết cách tận dụng yoga và cách mà thở hoặc là thiền. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là khi nào nó cũng thế đâu ha, mọi người đừng có hiểu Đó lầm nha. thì đó Có đang những lúc hỏi mình nghe tính hỏi là hiếm khi nào mà thấy Linh là giống như là giận dữ lên rồi la lối hay là rất là kiểu mà mất cân bằng á, thì đó là do Linh có thể là present yourself in a good way, tức là lúc nào mình cũng carry một cái image là mình phải bình tĩnh, mình phải điềm đạm. À, mặc dù bên trong mình nó cũng rất là lửa hừng hực, hay là thật sự là Linh có một cái khả năng control những cái cảm xúc để mà nó không có bộc lộ ra như vậy. Rồi, cái đó phải hỏi chồng của con là nó chính xác hơn đúng không rồi. Thực ra thì nó không phải như vậy mãi đâu. Mình vẫn có những lúc mình flare out chứ. Mình nhưng mà cái khác nhau đó là cái cường độ những cái lúc nó nhiều hay nó ít, thì đó là cái sự thay đổi trong Linh mà Linh thấy, chứ không phải là cái chuyện là không có thì tôi thấy nó không thực tế. Linh vẫn nhớ ngay cho những cái nhớ những cái lúc ngày xưa lúc con còn nhỏ, lúc nó đâu tầm khoảng 2 tuổi 3 tuổi, lên hai đứa nhà con Linh cũng gần tuổi nhau, thì cái lúc như là khoảng tầm 3 tuổi 1 tuổi hoặc là 2 tuổi 4 tuổi chẳng hạn, con nó còn nhỏ, nó còn rất là nhiều cái sự chú ý từ bản thân, công việc lúc đó thì mình cũng bị stress, mình ở trong cái môi trường làm việc nó không thuận lợi. Mình vẫn có sự giúp đỡ ở trong nhà nhưng mà nó đòi hỏi quá nhiều từ mình ấy. Có nhiều bữa là mình bực quá nhưng mà mình không muốn đánh con đúng không, mình hét lên hoặc là mình xô cái cửa cái rầm. Thật ra bây giờ mình hỏi lại con hả, có lúc nó vẫn nhớ những cái lúc đấy, thì mình để mình thấy được là những lúc mình giận dữ quá nó có tác động lên trẻ con là nó nhớ những cái lúc đấy. Cái là cái mình nhận ra cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình nhận ra được là mình cần control cái chuyện đấy. Thì thực ra lúc đó Linh đã tập yoga rồi cho, nhưng mà Linh thấy là khi mà Linh bắt đầu tập yoga với cái thái độ biết nhận biết hơn, biết dùng hơi thở để điều khiển hơn, thì tự nhiên á có cái sự chuyển biến là dần dần mình bắt đầu mình thấy là mình chuẩn bị xả ra rồi, và mình thấy được là mình muốn xả ra nhưng mà mình thấy được và sau đó mình xả ra, nhưng mà ngay sau đó mình biết là mình không nên làm như thế, thì nó ship dần đến mức độ đấy, đến mức độ thứ ba. Và bây giờ Linh thực hành được là lúc mình cảm thấy là người mình nó bắt đầu nó dồn lên và mình cảm thấy cái cảm xúc mình nó hơi hơi chất chứa lên và mình muốn xả ra rồi, thay vì mình xả ra bằng cách là mình la hét mình này kia, thì mình dùng hơi thở. Thì cái hơi thở là lion breath, mình giận quá mình đi ra một góc mình há miệng ra mình a cái con mình á, một lúc nó bảo chết Đóng. sư tử đó xong. Cái một hôm rất là buồn cười á, là một hôm mình thấy con mình nó thấy ba mình, ba nó làm việc hơi 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 mệt, hơi 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 bực mình, thế là nó bảo chứ ba hít thở đi, ba hít thở là ba xả nó đi. Thì mình thấy rằng là ok, tức là dần dần mình biết cách kiềm chế bằng cách đấy, và con mình nó cũng biết được đó là cách để mà mẹ giải tỏa cảm xúc, và mình cũng dần dần mình thấy là nó cũng nhận biết được như thế, mình cũng bày nó. Con nít thì cũng hơi khó để mình có thể nó có thể control được, nó có thể điều khiển được cảm xúc lúc mà nó nóng lên, nhưng mà mình bày trong cái lúc nào mình cảm thấy mà nó nghe được thì mình bày nó. Thì một cái việc thứ ba mà mình lên nó share là mình cũng có dần dần nó áp dụng cái đấy với con mình. Ví dụ như con mình có một anh trai, thằng thằng con lớn ấy, thì đầu óc nó rất là hay suy nghĩ, phân tích, kiến thức, tìm hiểu kiến thức này kia, cho nên là rất là khó để tỉnh lại buổi tối để đi ngủ. Thì mình cũng có bài là ok, con nằm con hít thở, con che một cái lỗ mũi bên này, con hít thở vào chẳng hạn. Thì tự nhiên có hôm là anh biết là anh khó ngủ, thế là mình nghe anh nằm mà hít thở, thì mình thấy là đó là một cái điều rất là hay ho. Mình dần dần mình có cái sự tác động đến những người xung quanh. Hay quá. Cái này quan sát cá nhân thôi ha, thì không biết là có đúng hay không, nhưng mà trong một vài năm vừa qua khi nói chuyện với Linh thì trời cảm thấy là Linh thật sự thả lỏng hơn rất là nhiều. Cái này là cảm nhận riêng cá nhân, là mình cảm thấy cái cô bạn của mình có vẻ thả lỏng hơn, có vẻ là nó không còn cứng nhắc nhiều như hồi trước nữa. Thì không biết cái điều này trời quan sát có đúng với Linh hay không, thì Linh có thể chia sẻ chút xíu về cái
Observation này của trời. Trời làm Linh hơi xúc động tại vì cái quan sát của trời rất là tinh tế. Linh Linh trời làm Linh nhớ một cái câu mà lúc Linh gặp một cái anh bạn anh học cái khóa giáo viên với Linh. Anh này thì là ảnh là một healer, một người mà chữa lành cho người khác. Cái tự nhiên cái Linh gặp lại ảnh sau một năm làm hướng dẫn giáo viên, cái Linh gặp lại lần thứ hai, cái anh bảo chứ nhìn bạn giống như là bạn bạn drop hết mọi thứ xuống, kiểu như là cái sắc thái của bạn ấy, nó có một sự thả lỏng. Tự nhiên anh nói câu có làm giống như mình bị chững người lại. Thì Joy vừa nói làm Linh cũng nhớ đến cái lúc mà anh nói cái câu đấy. Thì Linh nghĩ là thì thực ra là Linh nghĩ là Thả mình lỏng. có những cái mình có những cái lúc mà mình ngày xưa ấy người mình nó thì gồng lên đúng không, mình gồng lên nó cũng là từ cái nhu cầu của cuộc sống. Mình phải luôn dùng những cái sức mạnh về tâm trí, về tinh thần để mà mình thực hiện cái trách nhiệm xã hội của mình. Và đó nhiều khi mình nghĩ là cái áp lực tự bản thân mình đặt cho mình. Và mình nghĩ là có rất nhiều người có những cái áp lực đó. Mình nghĩ nhất là phụ nữ Việt Nam, mình học từ mẹ mình này, mình học từ các những người phụ nữ xung quanh, mình luôn tự có cái áp lực là mình phải gồng lên, mình phải mạnh mẽ, mình phải là cái điểm tựa cho tất cả mọi người xung quanh. Thì Linh thấy là nó hơi buồn chung, nó tạo ra rất là nhiều cái sự căng ở trong người mình. Cái sự căng đó nó được thể hiện qua cái sự căng trong cái cơ thể, và cái sự căng trong cảm xúc, và sự căng trong cái năng lượng của mình. Tức là khi nào mình cũng phải make sure là mình phải mạnh mẽ, phải vững vàng. Nhưng mà sau khi mà Linh tập và Linh có những cái trải nghiệm đúng nghĩa là emotional release, tức là mình giải tỏa, ở đây có cảm giác giải tỏa rất là mạnh mẽ. Nó giống như là cái những cái điểm thắt ở trong người mình, những cái cảm xúc, những cái chất chứa đấy, nó làm cho người mình nó có những cái sự nó chìm xuống dưới, nó chìm trong cái tiềm thức của mình, và mình chưa bao giờ mình gợi nó lên. Thì tự nhiên trong những cái quá trình luyện tập thì có những cái trải nghiệm giống như là nó đi ra khỏi cái system của mình đó, cho nó đi ra khỏi. Thì khi nó đi ra như thế, tự nhiên cái người mình kia nó có sự thay đổi về cách nhìn mình nhìn mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn, mình không cần phải cố quá. Nếu như dĩ nhiên là Linh nghĩ cái sự không cần cố quá ở đây nó không có nghĩa là mình buông hết và mình không quan tâm. Linh nghĩ là mình vẫn cần cái sự quan tâm, nhưng mà mình không bị áp lực là cái kết quả nó phải như thế nữa. Thì sau khi mà Linh có cái sự chuyển biến đấy và có cái nhận ra được cái sự thay đổi đấy, thì cái mà Linh muốn đem lại cho cái việc tập yoga bây giờ á, thì Linh rất là passionate về cái chuyện, rất là đam mê và có nhiều cảm hứng cho cái việc mà mình muốn truyền cái cảm hứng đấy cho những người mẹ. Mình có một cái sự và những người mẹ và những người mà như mình, tức là những người mình biết là mình đã trải qua, mình thấy được là khi nào mình cũng mang trong cái áp lực đấy, và nhiều khi là mình không có tìm được cái tiếng nói khi nào mình có cái áp lực là mình phải, và mình nhiều khi mình nhìn những người khác mình luôn tự tạo sự so sánh. Nhưng mà mình muốn là ok, mình truyền cảm hứng cho mọi người và mình muốn mọi người tập yoga từ cái tâm thế là để mình giải tỏa những cái điều ấy, thay vì là tập trong cái tâm thế là ồ phải giảm béo. Dĩ nhiên là cái mục đích của yoga, cái tác dụng của yoga nó chỉ là một cái tác dụng của cái việc tập thay vì nó là cái mục đích. Thì nếu như ai muốn đến với Linh vì giảm béo, thực ra Linh không hề có một cái phản hồi gì mà bảo là không nên hay không tốt cả. Linh nghĩ là ai cũng tìm đến với một mục đích khác nhau. Nhưng mà Linh cũng sẽ tiếp nhận, và Linh muốn dần dần mình truyền tải một ít cái message, một ít cái những lời nhắn nhủ, và từ cái quá trình luyện tập để người ta đi vào bên trong và người ta gỡ những cái thứ đi ra. Thì một câu hỏi dài, nhưng mà thực sự là cái câu hỏi của Joy là mình rất là tâm đắc với câu hỏi này. Cảm ơn Joy. Không thì trò nghĩ chắc cũng không riêng trời đâu, chắc mình nghĩ là những ai mà biết Linh đủ lâu thì mình nghĩ sẽ nhận ra cái điều thay đổi ở Linh thôi. Và ý trò nói là chắc là nó phải đủ rõ để mà trò một người không có tinh tế lắm đâu có thể nhận ra, thì trò nghĩ là chắc cái sự thay đổi đó nó phải rất là rõ rệt ở trong Linh thì cái người ngoài họ mới thấy được.
Thì thực sự là rất là mừng cho Linh khi mà mình có thể, giống như Linh nói là mình có thể là rút bỏ những cái sự căng, Chúng bỏ. căng trong cái cơ thể là thứ nhất, những cái điều Những cái mà áp lực mà xã xã hội, hội nó tạo ra cho mình. đúng rồi, gia Dạ. đình, những người xung quanh, hoặc là do chính mình tự tạo nữa, đúng không? Nhiều khi do chính mình tự tạo mới là nhiều chứ. Rất nhiều. Linh Linh có một người bạn, Linh có một người bạn rất là dễ tính với người ngoài nhưng mà cực kỳ khắt khe với bản thân. Nó có những cái nó những đó, và Linh nghĩ là những cái đấy á, mình đừng nhìn nhận nó là những cái gì nó xấu, mà mình nhìn nhận nó ở dưới cái góc độ là mình trở nên như thế là vì có thể là những cái tuổi thơ, những cái trải nghiệm cuộc sống của mình nó trải qua, nó làm nên mình như thế. Và khi mà mình nhận ra điều đấy thì mình nghĩ là nó có còn phục vụ cho cái bản thân mình với cái tính cách đấy không, và mình thay đổi. Thay vì mình nghĩ là à không, nó xấu quá mình phải thay đổi, mà một khi mình cho mình một cái sự thương yêu bản thân, mình nghĩ là à có lẽ mình hơi khắt khe với bản thân mình quá thì mình sẽ nhẹ hơn. Thì Linh thấy là một khi mà người bạn của Linh luyện tập và đọc rất nhiều, tự nhiên mọi thứ nó loose một tí, nó loose đó một tí, nó thả lỏng một tí, thì bạn cũng có một cái nhìn nó bao dung hơn, bạn đỡ khắt khe với lại một cái sự việc xung quanh hơn. Thì Linh nghĩ là cái gì mình nghĩ được về bản thân mình ấy, thực ra nó là những cái gương mà mình phản chiếu ra so với cách mình đối xử với mọi người xung quanh. Thì đầu tiên các bà mẹ như bạn như tụi mình nghĩ là muốn chăm lo cho gia đình, cho xã hội thì đầu tiên mình chăm lo cho bản thân nữa. Đồng ý. Thì sẵn nói về cái đề tài này á Linh, thì Linh cũng là một người mẹ đúng không, sinh qua à, xin lỗi à, trải qua 2 lần sinh nở, Trời cũng giống như vậy. Thì để trước khi hỏi Linh thì Trời cũng chia sẻ một chút xíu về cái trải nghiệm của Trời, chút xíu về cái việc là mình từ một cái người phụ nữ độc thân tự nhiên giờ mình trở thành một cái vai trò khác là người mẹ, thì nó thay đổi như thế nào ha. Thì đối với Trời thì thật sự mà nói là nó là một cái sự thay đổi mà Trời không hình dung được, phải nói thật sự là như vậy, không hình dung được luôn á. Và nó thay đổi ở nhiều cái trạng thái thứ nhất là về cơ thể, về cái sức lực ha của cái cơ thể. Sau 3 tháng sau khi sinh Trời không ngồi dậy được, và mình không hiểu tại sao là nguyên cái phần cơ bụng của mình là nó hoàn toàn nó mất hết sức lực. Đó là một cái phần mình thí dụ cho dễ hiểu thôi ha. Đó là cái sự thay đổi về cơ thể. Cái sự thay đổi thứ hai á, là về cái tâm lý. Mình không có sẵn sàng cho cái việc, trước đây mình chỉ là chăm lo cho cái bản thân của mình thôi, bây giờ mình phải chăm lo cho một cái con người mới, gọi là con của mình, là một cái con người khác, và mình không có được cái tâm lý đó nó sẵn sàng, cho nên nó rất là choáng váng đối với bản thân mình đó. Và mình không có quen được cái trạng thái là một cái con người khác phụ thuộc hoàn toàn vào mình. Đứa con nó còn nhỏ quá, nó phụ thuộc hoàn toàn vào mình, không có mình nó sẽ không sống được, đúng không? Thì cái áp lực, cái commitment đó nó khủng khiếp quá đối với một người như Trời, một người rất là khá là tự do và không có để ý quan tâm đến nhiều người khác đó. Thì cái chuyển biến tâm lý này là cái mình nghĩ là nó nặng nhất. Và cái thứ ba nữa là về cái cuộc sống, là cái thời gian, cái cách sinh hoạt nó hoàn toàn nó đảo lộn. Do đó là mình không biết là mình phải handle cái new face như thế nào. Do đó là Trời đã từng trải qua cái giai đoạn mà mình lúc đấy mình không muốn nói là trầm cảm, nhưng mà rõ ràng là mình ở trong cái giai đoạn, mình ở trong cái trạng thái Trầm đấy, cảm sâu sinh. mà mình deny, mình không muốn, mình biết là mình không ổn. Thì không biết là Linh có một cái giai đoạn tương tự, hay là có một cái trạng thái tương tự như vậy hay không, khi mà Linh có cái transition từ một cái người phụ nữ độc thân trở thành cái người mẹ như vậy. Linh thấy cái chia sẻ của Joy nó rất là quan trọng, tại vì là nó không phải là một cái trải nghiệm mà nó độc nhất đâu, mà thực ra rất là nhiều người phụ nữ trải qua. Chính bản thân Linh thì nó không đến cái mức đấy, nhưng mà Linh đã có biết những người bạn trong cái mối quan hệ của Linh trải qua những cái cảm giác tương tự như Joy vừa kể, và ở những cái mức độ khác nhau. Cái mà Linh nhớ nhất đối với Linh đó là cái tháng đầu tiên mà mình sinh con về, nó thật sự là một nó rất là kinh khủng.
kinh khủng là vì như Joy nói đó, nó cái cuộc sống mình nó đảo lộn 180 độ, rồi mình bị tắc sữa. Và cái cảm giác tắc sữa là đúng cái cảm giác mà thật sự là mình không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài cái việc là làm sao cho sữa nó thông, nó không tắc nữa. Và cái thứ hai nữa là mất ngủ liên tục, tại vì mình đang thanh niên, mình đang khỏe, mình đang ngủ giờ nào thì ngủ. Tự nhiên bây giờ mình cứ thức dậy liên tục vì con, và mình chưa biết cách là làm thế nào để mà hiểu được cái tiếng khóc của con là lúc đó nó cần cái gì. Thì Linh nghĩ là ai cũng sẽ có cái giai đoạn trải qua ở những mức độ khác nhau. Thì cái thứ nhất mình nghĩ rằng đó là mình cần trước nhất là hiểu được là cái tình trạng mà trầm cảm sau sinh, mình hiểu được nó là cái gì. Nên nghĩ là những người phụ nữ đầu tiên người ta có trang bị cho mình một kiến thức cơ bản để biết được là thực ra cái trầm cảm sau sinh nó cũng là một cái hiện tượng y khoa thôi. Nhiều khi mình đẻ con, cơ thể mình thay đổi, hóc môn nó thay đổi, và khi mà hóc môn nó thay đổi, nó có một cái sự biến chuyển nhiều, nó ảnh hưởng đến về một cảm xúc tâm lý. Và nếu như mình gặp phải một cái đứa con mà nó khó, khá là khó, trẻ sơ sinh mà khó, thì và mình gặp cái gia đình mà không có cái sự hỗ trợ tốt, không có sự hỗ trợ tốt, có thể là vì hoàn cảnh hoặc có thể là vì là cũng giống như mình, gia đình mình người ta cũng chưa có kinh nghiệm, thì khi mà những cái đó nó dồn lại, nó rất là dễ gây trầm cảm. Thì Linh nghĩ là trong cái quá trình đấy, đầu tiên mình cũng phải nhận ra, đúng do giống như do, và mình cũng nhận ra là có cái gì đấy nó không ổn. Và cái thứ hai là mình đừng có ngại để tìm đến cái sự giúp đỡ xung quanh. Nhiều khi chính vì như hồi nãy mình nói đấy, phụ nữ mình nó có một cái bản năng là mình phải là chỗ dựa, mình phải mạnh mẽ, cho nên khi mà mình tự chấp nhận là mình đang rất là không ổn và mình cần sự giúp đỡ, thì mình rất là ngại để mà hỏi sự giúp đỡ, vì mình chỉ quen mình giúp người khác, mình không quen nhận có sự giúp đỡ. Thì Linh nghĩ là đầu tiên mình phải biết thương bản thân mình trước và chấp nhận là ok, nếu như mình cần sự giúp đỡ thì mình và mình đừng có bị áp lực quá. Thì giả dụ như Linh lúc Linh đẻ con thì mình cũng thích là cho con bú từ mẹ trực tiếp chẳng hạn, nhưng mà cái lúc đấy mình cảm thấy là mình không có đủ sức lực để mà mình cứ 3 tiếng mình ngồi dậy mình cho con mình bú. Nhưng mà mẹ chồng Linh là bác sĩ, không phải là bác sĩ về về sinh sản, nhưng mà bà là bác sĩ thì bà cũng đã từng trải qua làm mẹ, thì bà bảo là quan trọng là con phải ngủ được thì con mới có sữa được. Thì cho nên là lúc đấy mình cũng quyết định là mình không có cho con bú từ mẹ 100%, mà mình bắt đầu mình bơm sữa ra. Và lúc đấy thì mình bơm xong thì mình có thời gian mình nghỉ, mình cho người khác cho con bú. Thì mình thấy là một khi mà mình chấp nhận như thế thì nó sẽ đỡ hơn nhiều. Cái thứ hai mình thấy áp lực của người mẹ là mà mới sinh nữa, là xã hội Việt Nam mình thì rất quan niệm cái chuyện sữa 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 từ mẹ là quan trọng, không muốn dùng sữa sữa bột, sữa sữa bột ở ngoài. Thì tự nhiên nó tạo được cái áp lực là nếu mình may mắn mà người mình có nhiều sữa thì thực ra là tốt, nhưng mà lúc đó rất là bạn bè nó rất là nhiều người là không có sữa, nhưng mà vì áp lực mình phải là sữa tự nhiên, tức là tạo thêm cái áp lực không đáng có cho cái bản thân mình khi mình đã có quá nhiều thứ rồi. Cho nên là Linh nghĩ là Linh Linh có trải qua cái lần đầu tiên Linh thấy cái đứa đầu là cái đứa nó rất là khó. Lần thứ hai thì Linh biết cách hơn. Mình nhiều khi mình thấy ok nếu mà con mình ngủ ngon sau 3 tuần, cảm thấy là con mình cái tháng đầu là cái tháng nó căng thẳng, nhưng mà sau đấy thì nhiều khi Linh gửi con ở nhà cho mọi người chăm lúc mà con ngủ, mình ra ngoài chỉ cần 2 tiếng thôi, mình ra ngoài mình thay đổi không khí một tí, nó sẽ đỡ hơn. Tại vì ở nhà mà mình cứ đầu tắt mặt tối quanh việc nói chuyện hàng ngày rất là bất bí, và cãi nhau với lại chồng chẳng hạn nó cũng sẽ phổ biến khi mà mình không có cái sự ổn ở bên trong. Thì những cái người mà phụ nữ mà gặp cái trạng thái trầm cảm này nè Linh, thì rất là đồng ý với Linh là mình cảm thấy là cái việc mà yêu thương bản thân rất là quan trọng. Tại vì và yêu thương bản thân nó có thể nó được thể hiện ra bằng nhiều cách. Cái cách có thể là có người sẽ cảm thấy rất là quan trọng cho cái việc là thời gian, không gian riêng cho cái bản thân của mình, đúng không? Ví dụ như là có thể là Linh hay Trời chắc cái thể là sẽ hiểu cái này rất là rõ, là khi mà mình ở một mình có cái không gian riêng, có cái thời gian riêng, mình cảm thấy là thật sự là mình được nạp cái năng lượng lại, mình có cái thời gian để mà mình giống như là mình healing cái bản thân của mình lại. Thì Trời nghĩ là nhà chắc là cũng sẽ có nhiều người phụ nữ sẽ có cái nhu cầu là được yêu thương bản thân theo cái cách này. Thì ngoài cái cách này ra thì như Linh nói là mình có thể là tìm đến cái sự giúp đỡ từ ở bên ngoài ha, có thể là đó là người ba mẹ của mình, gia đình của mình, những người bạn thân thiết của mình, hay là những cái chuyên gia cũng được.
mình cần có sự có một cái hệ thống xung quanh về cái mối quan hệ mà nó có cái sự hỗ trợ mình đấy. Tức là ở đây không nói về cái chuyện là cần giúp đỡ chăm con, mà là có một cái sự một cái môi trường, ví dụ như là các cái mối quan hệ, các cái bạn bè mình nói chuyện với nhau, nhưng mà có những cái nói chuyện trên cái tâm thế không phải là than vãn mà nó cần có sự hỗ trợ. Tức là Linh cảm giác là ngay không những là cái chuyện sinh con, chuyện cực khổ, mà ngay cả cái đời sống hàng ngày như mình bây giờ sẽ có những lúc mình có những cái bức xúc về những cái vấn đề khác nhau. Vì thì nhiều khi mình muốn gạt bỏ nó qua để mà mình không có chú ý, mình không cần phải đối diện với nó, mình tìm những cái distraction, những cái sự những cái việc khác mà để cho nó chuyển hướng, hướng mình đi ra chỗ khác, thì làm cho mình những cái vấn đề nó như nó chất chứa dần, nó có dần 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 nó thành những cái tổn thương mà mình khó mà mình có thể gỡ nó ra được. Thì ví dụ như là những cái chuyện mà nó liên quan đến các mối quan hệ trong gia đình, khi mà nuôi con, khi mà chăm sóc con, những cái mối quan hệ có thể là giữa giữa mình với lại gia đình chồng, những cái vấn đề nó rất là bình thường, rất là mình có thể luôn luôn liên tưởng được. Thì Linh thấy là mình cần cái mối quan hệ hỗ trợ mình để làm sao mà khi mình nói ra mình cảm giác mình được chia sẻ, mình được nghe. Thì Linh nghĩ là mỗi người chúng ta cần nói về cái điều đấy, chia sẻ về điều đấy. Và Linh nghĩ là cái cách mà Linh với Joy đang chia sẻ như thế này, để mà Linh nghĩ là để có những người người ta tìm được là cái bản cái hình ảnh của bản thân mình ở trong đấy và có cái sự đồng cảm. Vì Linh nghĩ là khi mình có một cái vấn đề gì đấy, vì cái áp lực xã hội, mình phải luôn luôn tạo ra cái hình ảnh đẹp, cho nên là mình không muốn nói về cái vấn đề của mình. Nhưng mà khi mình nói ra, thực ra Linh nhận ra là chúng ta ai cũng giống nhau hết, ai cũng có những cái nỗi khổ tâm, ai cũng có những cái nỗi phiền muộn giống như nhau. Tức là có thể cái vấn đề tạo ra cái nỗi phiền muộn nó khác nhau, nhưng mà những cái cảm xúc đấy nó khá là giống nhau. Thì nếu như bạn không có những cái phương pháp như là yoga hay thiền hay thở để bạn giải tỏa ra, thì Linh nghĩ là chia sẻ cũng là một cách. Nếu như không chia sẻ ra được với ai và mình không có những cái mối quan hệ đủ tin tưởng để mình chia sẻ, thì viết blog, journal, viết nhật ký, kỷ viết nhật ký, Linh thấy nó là một cách này khá rất là giúp ích. Tại vì rằng những cái cảm xúc tiêu cực, mình cứ gọi chung là cảm xúc tiêu cực đi, thì nó giống như mình ăn cái gì vào thì mình phải đi ra, đúng không? Thì những cái cảm xúc tiêu cực là những cái mình nạp vào vì những cái xung quanh, thì mình cũng cần phải cho nó ra khỏi cơ thể mình. Thì đó là một cách đào thải và thanh lọc về cái đời sống tinh thần của mình. Thì cái cách mà mình giải tỏa ra có thể là hơi thở thở ra, có thể là hát hát là một cách để mà cho cái năng lượng nó di chuyển, nó giải tỏa ra. Có thể là bằng cách là hét cũng là một cách, nhưng mà nó không phải là cách tích cực, đúng không? Thì có thể là đi ra ngoài trời với lại tự nhiên, tại vì tự nhiên là nó một cái cảm giác rất là kiểu lành, cây cối nó có rất là nhiều cái năng lượng tĩnh. Thì khi mình đi vào trong thiên nhiên đấy, mình được nạp vào những cái gì đấy, thì khi mình nạp vào thì tự nhiên những cái cảm xúc đấy nó dần dần nó làm mình nhẹ hơn. Và nếu như tất cả những cái đấy nó không có không không thể đối với mình, thì cái mà có thể luôn luôn có thể là đi lấy một cái tờ giấy, lấy một cái nước, bất kỳ cái cảm xúc gì mình bực mình vì chuyện này, mình bức xúc vì chuyện này, tại sao chồng mình như thế này thế nọ thế kia, viết hết ra. Thì khi mình viết ra xong thì tự nhiên mình, đó là một cách giải tỏa đấy. Cho thì Linh thấy là đó là một cách rất là tốt. Rồi cũng thấy đúng là phải như vậy, phải giải tỏa ra bằng cách này hay cách kia ha. Với lại một Đúng rồi. cái nữa là mình cảm thấy phụ nữ Việt Nam là hơi ôm đồm quá và nghĩ là chỉ có bản thân mình mới làm được cái việc đó thôi, thì do đó lại càng tạo áp lực và lại càng mệt bản thân, nhất là trong cái thời kỳ mà mình sức khỏe mình không phải là tốt nhất mà lại ôm đồm quá, không nghĩ là chồng mình hay là một cái người nào đó có thể giúp chăm con cái việc đó, mà cứ phải là mình phải là cái người làm cái việc đấy, thì mình không có biết cái cách là empower cái người partner của mình, người chồng của mình, giúp đỡ mình những cái việc mà mình nghĩ hoàn toàn cái người đó hoàn toàn có thể làm được, không nhất thiết phải là mình. Và mình cũng sẽ không cảm thấy là cái người đồng hành của mình là người chồng hoặc là người partner của mình có một cái trách nhiệm và có một cái sự san sẻ trong cái hành trình này cùng với mình, đúng không? Nếu mà mình Đúng rồi, tự đúng rồi. ôm đồm như vậy. Dạ, Linh thấy là cái thế hệ của mình ấy, Linh nghĩ là có cái cơ hội để mình có thể thay đổi cái điều đấy. Linh nghĩ cái xu hướng mà những cái người mẹ cái bản năng và thích là tất cả mọi thứ là mình ôm đồm ấy, Linh nghĩ một phần có thể là mình bị ảnh hưởng từ mẹ của mình.
chính bản thân mẹ của mình hoặc bà mình trong gia đình, vì cái thế hệ ngày xưa là như thế, cái giai đoạn cuộc sống lúc đấy nó khó khăn, cần phải như thế. Nhưng mà Linh nghĩ là ở bây giờ trong cái thời buổi hiện đại bây giờ mình có quá nhiều công cụ để mà hỗ trợ được mình, và bây giờ những cái áp lực mà vô hình chung mình đặt lên cho mình ấy, nó nhiều khi nó không cần thiết nữa. Linh nghĩ là nó không cần thiết nữa, thì Linh nghĩ là việc đầu tiên là mình phải nhận ra đã, đúng không? Cho mình muốn thay đổi, đầu tiên mình phải nhận ra, mình phải acknowledge, mình phải ghi nhận là ok, rõ ràng là nếu như mình cứ ôm đồm như thế này nó không có bền vững, và đó chính là cái nguyên nhân mà làm cho mình cáu với mọi người xung quanh. Thực ra chính bản thân Linh cũng cũng như thế, và nó cũng là một cái quá trình Linh vẫn đang luyện tập, chứ nó không phải là Linh hiện nha tìm được cái sự cân bằng hoàn hảo. Những lúc mình cũng hơi có những cái sự tranh luận với chồng về cái chuyện trách nhiệm, về này kia, có thể và tùy vào cái trách nhiệm của mỗi người mình san sẻ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái chuyện như sao sẽ trách nhiệm với chồng cũng giống như cái chuyện là mình muốn dạy con mình dần dần nó biết tự tắm tự ăn, thì mình cũng đối với chồng như thế. Nếu như bạn có một người chồng mà lâu nay không làm những việc đấy và có thể làm nó hơi vụng về một tí, nó không tốt, thì mình cũng phải biết có một cái sự gọi là let go, buông bỏ một tí, để ok chồng có thể làm không thể bằng mình được, nhưng mà cũng phải có cơ hội. Nhiều khi mình ông không làm ấy, không phải là vì ông không muốn làm, mà có khi là ông không có cái cơ hội để ông làm, thì mình phải để cho cơ hội cho ông làm. Thì mình nghĩ là một khi mà chồng tham gia vào trong cái quá trình đời sống hàng ngày, chăm sóc con, chăm sóc gia đình, thì tự nhiên có cái sự biết ơn, có cái sự appreciate hơn cái vai trò của mình, và mình cũng hiểu hơn cái vai trò của chồng trong gia đình. Đúng rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là nó là cần sự thực tập, và đầu tiên là mình sẽ nhận ra cái này. Đồng ý, đồng ý. Dạ, Linh Linh muốn add thêm một thêm bổ sung thêm là từ cái trò nói thì mình muốn mọi người hiểu rằng là khi mà mình không đối diện với những cái mà mình cảm thấy không ổn đấy, và mình làm cái điều gì đấy để mình lo cho nó ra, nó sẽ có cái tác động sau này về lâu dài, chứ nó không phải là rồi thôi và rồi mình cứ tiếp tục. Nếu như mà bạn có những cái tổn thương về tinh thần ha, như thế chẳng hạn, vì khi mà mình trầm cảm, mình cảm thấy không được chia sẻ, và mình kìm nén cái nỗi 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 niềm đấy xuống, những cái sự phiền muộn đấy xuống trong cái cơ thể mình, thì nó sẽ chất chứa dần. Thì dĩ nhiên là sau này với cuộc sống mình mọi thứ nó tốt đẹp hơn, thì tự nhiên những cái đấy nó sẽ thả lỏng và nó dần dần nó được ra. Nhưng mà nếu như mình dồn dập, ví dụ như là sau khi sinh xong có những cái vấn đề như thế mình vượt qua được, nhưng mà mình chưa giải tỏa hoàn toàn nó đi, sau đó mình lại gặp một công việc nó rất là stress, mình gặp một cái người sếp nó rất là khó để làm việc cùng, những cái căng thẳng, nhưng mà vì cái áp lực tài chính mình không thay đổi được, nó dồn lại thêm stress nữa, mình cũng lại tiếp tục tìm cái sự diversion, mình lại tìm ra những cái chuyện khác mình làm. Mình kêu là ok không sao hết, mình bận rộn với con, mình cứ tiếp tục bận, mình khi nào mình cũng làm trong cái thế bận tiếp tục dồn, thì tự nhiên đến một ngày nó có một cái biến cố nào thêm nữa trong cuộc sống mình, nó như cái giọt nước tràn đi á, lúc đó cái hệ thần kinh mình nó quá tải, nó không thể handle, không thể chịu nổi những cái căng thẳng đấy, bạn bị rối loạn lo âu, bạn bị trầm cảm thực sự. Những cái này nó đã xảy ra và xảy ra đối với rất nhiều người, nhất là trong cái giai đoạn Covid này. Và Linh không nói là từ sách báo, Linh nói từ những cái mối quan hệ thân thiết mà Linh biết. Cho nên Linh muốn nói ở đây rằng là mọi người cần có cái sự nhận ra cái điều đấy. Và cái sự nhận ra ở đây có thể tập từ nhiều kiểu. Yoga, thiền thở là một cách. Tại vì đối với Linh, cuối cùng nó chỉ là cái sự đi vào bên trong, nhận ra được. Một khi bạn đi vào bên trong, bạn chỉ cần quan sát những gì nó xảy ra bên trong, mình thấy được, thì đó là cái cách nhận ra, đúng không? Thì khi mình tập yoga, mình tập một cái động tác, chủ yếu là cũng để mình đi vào lại với cái hơi thở, đi vào lại nhận biết được rằng mình đang làm cái điều này, cái chỗ này nó đang đau, cái chỗ này nó đang căng. Từ những cái nhận biết đấy, nó dần dần nó đưa mình ra khỏi cái nhận biết ngoài cái thảm yoga. Tự nhiên mình lại nhận biết là cái cuộc sống mình rõ ràng là mình đang cảm thấy nó hơi mất cân bằng. Hoặc là mình cảm thấy cái mối quan hệ này cảm thấy là nó không có được ổn cho lắm. Thì dần dần mình biết được. Cho nên cái sự nhận ra này thực ra nó là awareness. Thì bạn có thể dùng nhiều cách, nhiều phương pháp khác nhau để bạn nhận ra. Nhưng mình muốn nói ở đây là đừng có nghĩ rằng là nó ok rồi, là nó thực sự ok, mà có thể là một trong những cái sự chất chứa mà sau này mình có thể có những cái hậu quả mà mình không không muốn. Thì cảm ơn Linh hôm nay là ngồi đây và chia sẻ với lại và trời, thì chúc Linh những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, và
Chúc Linh sức khỏe, sự cân bằng và nhiều niềm vui với gia đình của mình ha, và những cái gì mà Linh sắp làm. Cảm ơn Rất Linh. cảm ơn Joy và cảm ơn Bean đã tạo ra cái cơ hội này để mình nói chuyện cùng nhau. Linh nghĩ là mình càng nói về những cái vấn đề mà nó hơi nhạy cảm và hơi khó để thể hiện cho một số người, thì hy vọng là mọi người tìm được tiếng nói của mình qua những cái chia sẻ của Linh và Joy. Và Linh hy vọng là sẽ được có nhiều dịp nữa để chúng ta nói về nhau với nhau những cái chủ đề khác. Chúc Joy cũng như anh hai chị như vậy ha. Cảm Chào ơn tạm biệt. Linh. Rồi, xin chào mọi người.